ngọt ngọt cay cay. Anh Hiếu ơi, đây là món gì đấy? Đây là món lá bành. Đấy, nghe lạ không? Lạ thật anh Hiếu ạ. Tôi ăn đi mọi người. À, đừng qua đây, chạy đây. Quay chạy đây. À, cái bánh này bố tao hay mua. Cái bánh này là cái bánh. Cái món này, cái món lá bành mà bố tao hay mua này. Thế nhưng mà thằng Hiếu làm nó thực sự đẳng cấp ấy. Cái món này làm từ ức. À, gá ức, làm từ gá ức mà không bị khô. Gá ức á? Làm món gì anh Tuấn sao nghe lạ thế? Thì lá ức. Thì lá ức chế này, con đi tan hết rồi này. Đúng rồi. Anh Hiếu ơi, chiều nay anh làm gá bành cho em ăn đi. Gá bành là cái gì? Anh Hiếu nhanh quên thật đấy. Bánh gà anh